Ok, thì Trung nói đi con. Ok. Dạ thì chắc đầu tiên con chia sẻ về cái chỗ mà Sơn Tùng vì Việt Nam thịnh vượng một Rồi, ok. tí. Thì chắc là nói đúng ha, thì đối tượng này thì nó bằng tuổi với con đấy, cùng sinh năm 84. Nó có cái rất là lạ, đó là cũng chả biết là cái đối tượng này thì cũng biết là cũng làm ăn thế nào, phát triển kinh tế ra làm sao. Thế nhưng lấy cái tên kênh YouTube đó là vì Việt Nam thịnh vượng, đúng không ạ? Thế còn làm thế nào để cho thịnh vượng thì chưa chưa thể nói, chưa thể đề cập này. Thế nhưng mà lên đó là đưa ra nhiều cái nó thế rất là mơ hồ, giống như một số thành phần bảo là tôi thích đa đảng cho Việt Nam giàu có đấy, kiểu ý của nó như vậy. Đấy, thế nhưng mà không, con không hiểu là cứ phải đa đảng với giàu có hay là như thế nào, trong khi nhiều nước đa đảng người ta cũng có giàu đâu, đúng không ạ? Nó đang loạn lạc nghèo khó hơn Việt Nam chúng ta nhiều. Đấy, thế thì ở đây chúng ta đề cập đến cái nhân vật này thì chính xác thì đã bị cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam theo cái điều 117 bộ luật hình sự. Đấy thì rất rõ ràng, đúng không ạ? Rất rõ ràng. Rồi Trung nói đi Ok, con. xin mời Trung chia sẻ cái nội dung rõ trong cái điều luật 117 của Bộ luật hình sự á, mà như là sửa đổi bổ sung năm 2017 thì đấy. Dạ. Xin mời Trung để cho mọi người nắm rõ. Dạ thì em xin chia sẻ một chút về cái đối tượng Phan Sơn Tùng này. Thì Phan Sơn Tùng mở kênh YouTube vì Việt Nam thịnh vượng, đúng không ạ? Thì cũng có nhiều cái mà chúng ta bàn. Thực tế ra mà nói thì trước đây thì em chưa bao giờ em đề cập đến cái đối tượng mà cái kênh YouTube này. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà quan điểm của em thì em rất rõ ràng là bất kỳ người nào phạm tội thì phải do cơ quan chức năng, người ta có nhiệm vụ, người ta có cái chuyên môn, Đúng rồi. người ta tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ và người ta tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam. Thì lúc đó thì em với bạn bạn ở đây là bàn về cái hành vi phạm tội. Thì cái hành vi phạm tội của Phan Sơn Tùng được quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Cái tội danh là tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu Chào chưa vật tuần phẩm nhằm ý. chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái tội danh này đó thì nó gồm có 3 khoản. Khoản thứ nhất là có 3 điểm. Khoản 1 là người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm có nội dung xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân. 2. B. Là làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Điểm C là làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. Khoản 2 là phạm tội trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Và khoản 3 là người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thì tội phạm này với mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt cơ bản là 12 năm tù. Đấy, nhưng mà theo điều 9 của luật hình sự thì tội rất nghiêm trọng khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm. Do đó, tội làm tàng trữ tài liệu hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tội phạm rất nghiêm trọng. Thì đối với trường hợp Sơn Tùng vì Việt Nam thịnh vượng này thì bị bắt thì đối với em cảm nhận nó không có gì là lạ. Thực tế ra mà nói thì em chưa từng comment ở trên cái kênh của đối tượng này. Thế nhưng em đã từng nghe một vài clip. À, em có một lần em phản biện về cái clip mà cái đối tượng này nói về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, thế nhưng mà cái đối tượng này không trả lời comment của em. Thì em hỏi đầu tiên là cậu ta có đi lính hay chưa? Và cái biết cái chiến thuật chiến tranh như thế nào để mà nhận xét về một đại tướng, đúng không ạ? Một đại tướng không phải chỉ riêng đối với dân tộc Việt Nam, mà kể cả những cái người đã từng bại trận trong các chiến dịch với đại tướng, người ta cũng phải tâm phục khẩu phục. Người ta nể về trình độ, về chiến thuật quân sự, về cái tài năng
của đại tướng. Thế nhưng mà một cái thành phần gọi là hậu bối, đúng không ạ, cùng tuổi với em, sinh năm 84, thì cô đã được đào tạo qua về về quân sự hay chưa, ít nhất đã được đi lính hay chưa, mà lại dám đứng ra nhận xét thế này thế nọ, đúng không ạ, rất là phản cảm. Kiến thức quân sự thì không có, thế nên là em có phản biện một lần, thế nhưng mà cái đối tượng này không trả lời. À, đến ngày hôm nay thì bị bắt rồi thì chẳng chả biết đến bao giờ mới trả lời. Thì cái việc bị bắt này, nói thật, nếu với cá nhân em suy nghĩ là một công dân Việt Nam thì em hoàn toàn ủng hộ. Ủng hộ ở góc độ gì? Ở góc độ ở đây nó là cái đất nước chúng ta nó đang bình yên như thế này, đúng không ạ, đang yên ổn như thế này, thì lại cứ thích tạo ra cái sự xáo trộn. Bao nhiêu nước tư bản chủ nghĩa cũng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, người ta cũng có giàu hơn Việt Nam đâu, đúng không ạ. Thậm chí có những nước người ta còn chả vướng phải chiến tranh, người ta cũng chả giàu hơn Việt Nam bây giờ. Nói thực tế bây giờ chứng minh là như thế. Với hai nữa là cái đối tượng Phan Sư Tùng này, thì chúng ta nhìn lại một vòng từ trên xuống dưới, và các cái đối tượng khác cũng thế thôi, chống phá nhà nước, nhìn có ra hồn người nào đâu. Có phải là ông này bà kia hay là kinh tế thì thuộc dạng khủng khiếp gì đâu, đúng không ạ, mà lại cứ thích cái là vì Việt Nam thịnh vượng, thế nào để cho Việt Nam thịnh vượng, đâu phải cứ đa đảng là Việt Nam thịnh vượng đâu, đúng không ạ. Cái đầu tiên, cái điều kiện tiên quyết đầu tiên để cho một đất nước thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, nó phải là đất nước ổn định, một đất nước hòa bình, an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn được đảm bảo, thì người dân mới có điều kiện mà phát triển. Mà người dân phát triển thì dân giàu thì nước mới mạnh. Thế bây giờ sao những cái thằng đấy nó không sang nó dạy cho mình nước châu Phi hay là Ukraine đây này, đợt tới này dạy Ukraine này xem làm sao mà khôi phục lại như ngày xưa. À, rất là buồn cười. Thế nhưng mà là cái lạ nữa là cũng có rất nhiều thành phần và ủng hộ, đúng không ạ, và đặc biệt là còn in mũ để bán. À, lạ thật. Em thì em gọi cái thằng này là thằng bán mũ, ở cùng tuổi với em, thằng bán mũ giống như thằng bán cua ở xứ nội đấy. Thì em thấy rất là buồn cười. À, toàn những cái thành phần mà học thì không biết là đến đâu, à, tư duy về chính trị như thế nào, có biết gì về chính trị không, có biết gì về quân sự không, à, có biết gì về, về lãnh đạo không, đúng không ạ. Trong một gia đình nhiều khi là còn chưa làm tròn cái vai trò trách nhiệm của mình, mà lại cứ thích đi dạy cho cả một cái quốc gia, cái này đi dạy cho toàn thể người dân, nó rất là buồn cười, đúng không ạ. Thì cái này là ngày hôm nay Sơn Tùng bị bắt thì theo ông nghĩ là nó hợp tình hợp lý, hợp lòng dân. Nó không hợp, và không hợp những cái thành phần chống phá thôi, một vài thành phần nhỏ hoặc là thành phần bất mãn cơ hội chính trị thôi, chứ còn là anh để ý trên không gian mạng kia. Về cơ bản thì nghe tin Sơn Tùng bắt ai người ta cũng cười sung sướng cả. Tại sao thế? Bởi vì đây là cái thành phần nào? Là cái thành phần vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Là cái thành phần muốn gây Đúng cái rồi. sự chia rẽ. Đấy, là cái thành phần mong muốn cho đất nước chúng ta là bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tức người dân người ta đang yên ổn làm ăn, bây giờ lại thích đấm đá nhau. Đấy, đa đảng đấy. Như Đức ngày hôm nay ở Munich, không biết anh Trương Tuấn Yến cập nhật thế nào, đúng không ạ? Chứ còn ở Đức bây giờ, Munich ngày hôm nay cũng đang biểu tình loạn xới lên. Đây, nước đứng đứng đầu châu Âu đấy, Mày mời đúng không ạ? Trương Toàn Yến Trương lên đi. Toàn Yến Trương hiện giờ mới về ở đang Hà Nội á, mới về rồi. Thế cái điều này là cái điều mà theo em nghĩ là không phải là chỉ riêng gọi là những cái thành phần mà trong thời gian gần đây đâu, đúng không ạ. Liền tù tì trong thời gian gần đây, Đà Nẵng một, đúng không ạ, Hà Nội một, Đắk Lắk một. Đấy. Đấy, nhìn đi nhìn lại đấy, chúng ta thôi nhìn đi nhìn lại, kể cả những cái thành phần trước đây, có thành phần nào ra hồn không? Thà như bảo là nó nắm trong tay hàng nghìn tỷ, nó dạy người ta làm giàu, hay là nó dạy cho người dân Việt Nam phải làm thế này cho nó thịnh vượng. Đây thì nếu mà nói khô rách áo ôm thì chả phải, chả ra cái thành phần nào. Nếu mà đứng trong cái vị thế trong xã hội thì nó đứng ở cái vị thế nào? Chúng ta nói về góc độ kinh tế thôi, Mày coi chưa nói Toàn về Yến kiến thức Trương quân nó sự hay là có cái. cam. Mày coi Toàn Yến Trương có cam không? À, anh chưa từng nghĩ anh nói anh đang ăn cơm. Nhớ Để khi nhớ nào nhớ mà anh có ấy thì anh sẽ gửi vào. Có rồi cam. rồi ok.
Đó là cái điều mà em muốn chia sẻ cái góc độ về Phan Sơn Tùng. Thực ra mà nói thì cái đối tượng này thì không phải bàn cãi quá nhiều, và em cũng hy Đúng rồi. vọng là cơ quan chức năng, đúng không ạ, cơ quan chức năng với cái sự tin tưởng của nhân dân. Đấy, tin tưởng, rất tin tưởng, cá nhân em rất tin tưởng, làm sao là cứ những cái đối tượng nào chống phá nhà nước cứ tóm hết đi, đúng Đúng, không ạ, tóm hết. tao hoan nghênh cái điều đó lắm, là bởi vì sao, Bởi vì nó chặn, nó không muốn cho đất nước mình yên ổn. Người dân đang làm ăn ngon lành, từ tao nói mày, tao đi tới đâu là tao quay phim, tao livestream ở đó. Bởi vì người dân ở đây là ở trước mặt đây, cái đường gì ta, cái đường gì trước mặt, mà trước mặt nó có một cái tiệm mà ăn mà hải sản mà 179 đó quan, cái đường gì ta Ở ở trước nhà nhà gần nhà bố nè. Hoàng Quý Ích hả? Hay Bùi Quang Lạ? Phan Quý Ích, trời ơi, nó có một cái tiệm mà tao thấy nó hồng, một như là đêm nào nó cũng đen ngẹt, đèn đuốc sáng trưng luôn. Để nay mai tao đi quay hết nguyên con đường Phan Quý Ích cho một đoạn đường ngắn thôi, Phan Quý Ích đoạn đường ngắn thôi là bà thấy khủng khiếp luôn. Trong khi đó người dân hiện giờ người ta đang đi làm đi ăn, người ta đang vui chơi, ai cũng có thể giải trí buổi tối, chở vợ chở con này kia, là họ rất là hạnh phúc. Nói thẳng là người dân thành phố Hồ Chí Minh ta thấy rất là hạnh phúc, mà nó không bao giờ nó cho người ta hạnh phúc, nó muốn cho một cái xã hội xáo xào lên, nó vẫn cho một cái gì đó để gì nó vẫn gào lên, tao không hiểu được cái đám này đến thế nào, tao và bắt càng nhiều càng tốt, bỏ tù càng nhiều càng tốt, tao ủng hộ luôn. Thiệt mày, bắt càng nhiều, ló thằng nào ra là một thằng đó là tao khoái. Nhưng mà khổ cái nhà nước mình nhân từ quá, có nghĩa là đúng người đúng tội là khi đã bắt là không chối cãi, chứ còn nếu bắt lẹ quá nó chối, phải không? Và đây thành ra vì Đúng. đó tao thầy là lâu tao mới Chung quy lâu mà lại tao tao là theo con nghĩ thì muốn bắt nó cũng không phải là dễ đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cơ quan chức năng người ta có phải đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ thì người ta mới tiến thì hành đó khởi đó tố thì và chính bắt. vì đấy, Thế nên bởi là tao nói rồi. tóm lại là những cái thành phần mà chống phá nhà nước này đó, thì quan điểm con vẫn khẳng định là nên bắt, thậm chí là bắt hết đi. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân nó cứ mở mồm ra nó bảo là vì Việt Nam thịnh vượng thế nọ, nhưng bản thân nó nếu mà chúng ta nói suy rộng ra một cái, thế bây giờ hỏi nó làm thế nào để Việt Nam thịnh vượng, nó có cái đề Thịnh án vượng gì, thế nó có nào, kế hoạch gì, nó có chương thịnh trình vượng là gì, sao, đúng không ạ, đường nó hướng có làm sao như thế nào, nó chả có cái quái gì cả, nhưng mà nó cứ bảo cái mồm nó nói không thì ai nói được. Ê, chả thấy cái thằng nào nó lại bảo từ ở Mỹ mấy ủa, chục năm mà chả thấy thằng nào nó bảo là nhưng mong cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. không, chung chung nó nghe là chung, tức là như nước Mỹ thì mình cũng không nói đi, thì bây giờ chúng ta thấy thế nè, những thành phần gọi là len lỏi, gọi là lòng lách để chống phá đó thì toàn là những thành phần thế giới bên kia, đúng không, mà chúng ta gọi là ba que, đúng không? Ủa vậy tại sao tụi nó không phát triển ra cái đảng hay cái gì đó gọi là vì ba que thịnh vượng, hay là vì rạng ngời ba que, Ôi đúng giời chưa? ơi. Bây giờ thí dụ như cái tập tập đoàn của họ đi, họ thịnh vượng trước đi. À bây giờ tôi nè, là Phan Xuân Tùng nè, tôi xin thành lập tổ, tôi xin tuyên bố thành lập ra cái đảng là vì ba que thịnh vượng nè, rồi trong thời gian bao lâu đó tôi phát triển đó, mọi người thấy chưa? Ủa, tôi đã làm được rồi đó, một cái tộc gì đó bây giờ đã là thịnh vượng rồi, bây giờ nghe tôi đi thì tôi sẽ làm cho đồ, đất nước thịnh vượng, mình còn tin, đúng chưa? Còn bây giờ ngay những cái thành phần kia rồi mà 40 mấy năm thịnh vượng chỗ nào đó, đổ cái miếng đất để mua bên Mỹ để gọi là sở hữu, hay là gọi là cái sử dụng thôi, họ còn không mua nổi thì làm sao họ thịnh vượng, mặc dù họ đang sống trên các quốc gia được xem là thịnh vượng. Chung công nhận không, rất là tức cười. Thì anh thấy không, bên đấy thì nó xưng hết là thủ tướng rồi tổng thống rồi đến đòi xưng cả hoàng đế, thế nhưng mà có lập được một cái đảng ở đâu đấy. Bên Mỹ nó tự do đấy, ai thích thành lập đảng đảng đấy lập đi, lập Đấy, đi mà ra mà tranh cử tổng thống, lên tổng thống là tổng tư lệnh quân đội rồi đấy, lúc đấy tha hồ mà điều quân Mỹ đi đâu chả được, đúng không? Nói trắng phớ ra là cứ lên tổng thống Mỹ đi, lên được tổng thống Mỹ là điều quân đội, lúc đấy có phục quốc hay là lấy lại đất tổ không làm khổ chim gì đấy thì còn còn có khả năng, đúng không? Nhưng bây giờ mảnh đất cắm rủi, em nói thật với anh, nhiều trường hợp mảnh đất cắm rủi bây giờ chưa có đấy, cày bục mặt ra chưa đủ ăn, đặc biệt thời kỳ này lạm phát, là may là Mỹ nó kinh tế nó vững đấy, đấy đồng đô la nó chi phối nhiều các cái kinh tế nền kinh tế thế giới đấy, chứ còn gặp như các nước kia bây giờ đây à,
đến dùng Thụy Sĩ mà một đất nước cỡ đấy mà giờ đang còn đòi bỏ tù những người sử dụng điện thế này thế nọ đấy, chứ đâu phải chuyện đùa đâu, đúng không ạ? Đấy, cả toàn là G7 với G20 với lại nào là quốc gia hộ chiếu đại bàng với lại hộ chiếu diều hâu với lại hộ chiếu quạ đen gì đấy. Đấy, chả thấy cứ hở một tí ra mới tăng tí khí đốt thôi, gạo như như kiểu là bỏ đói mấy chục năm. À, thế thì cái dân tộc Việt Nam chúng ta đấy, chúng ta lại quay lại thời kỳ lịch sử cũng tính. Cái đất nước chúng ta cái năm đặc biệt năm 44 năm 45 cả 2 triệu đồng bào người chết. Đấy là một trong những cái nguyên nhân mới sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để mà giải phóng cái dân tộc này, cái đất nước này chứ không phải tự dưng mà sinh ra, đúng không ạ? Nó có thời có thế, thiên thời địa Rồi. lợi nhân hòa. À, chứ cứ bảo nữa chứ đánh đuổi Mỹ với Pháp mà đánh đuổi văn minh, nó mang cái gì văn minh sang đây? Nó xây được cái công Vâng. trình nhà cửa thì nó phục vụ cho chính bản thân nó, gia đình nó, cơ bộ máy của nó làm được cái đường này thì cái đường sắt này, cái cầu kia thì nó cũng để vận chuyển gì hàng hóa, vận chuyển những cái tài nguyên mà nó bóc lột được, chứ nó có phục vụ cho công có bà đâu, đúng không ạ? Đặc biệt là hiện nay là có một số thành phần rất là kỳ lạ ở chỗ đó. Thế nên là đối với cái thành phần như Sơn Tùng này, theo ông nghĩ nếu mà có cái chí lớn như vậy đấy, đấy thì nên sang Mỹ thành lập được cái đảng đấy, gom hết cả vào Việt Tân rồi Đào Minh Quân các thể loại đấy, úi giời gom tất, Trương Quốc Huy rồi Xuân Lê các thể loại đấy, gom tất vào, Đúng rồi, nếu không gom vài đủ mối đi. gom về một, còn nếu không đủ nữa thì sang cả Bỉ đó mời anh Tùng Lê đấy, hãy sợ mời các anh ấy toàn là cố vấn cấp cao cả đấy về mà thành lập cái đảng ở Mỹ mà cho mà tranh cử. Qua Úc mời Quân Chương được không? À, Phải đấy, không? Qua Pháp mời Ánh Chi được không? Qua qua Canada mời Canada Thùy mời Dương các thứ đấy, Phiêu Đồng, Phiêu mời Đồng. Phiêu Đồng mời Thanh Tâm được không? Qua Na Uy thì mời Thùy Dương đúng không? Đó mình chơi lực lượng toàn cầu vậy đi, gom về một mối nó mới oai. Làm thì mồm thì nói thì hay đấy, nước Mỹ tự do cỡ đấy đấy, làm đi các anh giỏi các anh làm đi, đúng không? Các anh làm đi các anh mới nói người ta mới nghe, chứ còn nếu mà nói mồm ở trên mạng ấy, giống như bảo sao Trần Thủy chửi cho ông đúng thôi đấy. Đấy, chuẩn bị vài năm nữa mà Facebook mà nó hết thời nó đóng cửa thì lại đu càng lần hai đấy nhá. Nó nhiều khi nó nói rất là buồn cười, nó mơ hồ đưa ra những cái lý thuyết mà phải nói là nó rất là mơ hồ đối với một cá nhân. Thế em đã hỏi rất nhiều trường hợp rồi. À, tôi muốn ở Việt Nam phải thế này phải thế kia, không riêng anh muốn hay là tôi muốn mà tất cả mọi người đều muốn, nhưng muốn thực hiện cái điều đó nó cần cái đầu tiên nó phải là cái gì? À, đất nước yên bình hòa bình mới được, đó là cái sự đoàn kết của dân tộc, đúng không ạ? Sự chung tay góp sức của toàn dân, rồi cả hệ thống chính trị, rồi dưới sự lãnh đạo của Đảng phải có đường lối, phải có chủ trương, phải có chính sách, phải có hợp tác, phải có ngoại giao thì nó mới phát triển được, chứ không phải là ngồi trên mạng nói mà được, đúng không ạ? Cái đó là cái tối thiểu một con người ai cũng có thể hiểu được. Thì không hiểu là cái góc độ tư duy của Sơn Tùng thì nó cao hơn đâu thì em không biết, thế nhưng mà riêng những cái thành phần gọi là fan này, cái người hâm mộ này gọi là đặt mũ, ôi trời, ngồi dưới khen đấy khen để không biết là thế nào mà khen Sơn Tùng, em thấy là có khả năng là còn 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 sáng dạ nữa nhá. À, cái những người khen Trương Quốc Huy nó phải là thiên tài nữa cơ đấy. Đấy là cái góc độ mà em chia sẻ thứ nhất. Thì cái thành phần này thì chúng ta không có gì phải bàn cãi cả, tuổi trước sau thì những cái đối tượng vi phạm pháp luật thì cũng phải trả giá bằng những cái bản án thích đáng thôi. Và cái điều này kể cả như Phạm Thủy Đoan Trang thì chúng ta cảm thấy rất là mừng, nói thẳng thế, rất là vui mừng, bởi Mày những cái đối mời thằng tượng mà đã chống phá nhà nước thì nó chả thương yêu ai cả, nói rõ thế để mọi người có thể hiểu thêm.